chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục đem đến cho quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến câu chuyện sản xuất, thị trường, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Sau đây là phần điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong số này. Lâm Đồng công nhận 14 cây cà phê chè đầu dòng giống Tibica và Bourbon. Lâm Đồng phấn đấu đến hết năm 2020 thực hiện đào 5.581 ao hồ nhỏ với tổng kinh phí hỗ trợ của nhà nước xấp xỉ 63 tỷ đồng. Chuyên mục chuyện nhà nông, hiệu quả tín dụng với việc phát triển bò thịt, bò sữa ở Di Linh, Lâm Đồng. Mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Năm 2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt thực hiện công tác bình tuyển, chọn lọc những cây cà phê chè giống cũ chất lượng tốt nhằm phục vụ cho chương trình tái canh, cải tạo giống gắn với canh tác cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến thời điểm hiện tại, hội đồng đã tổ chức bình tuyển cây cà phê chè đầu dòng là giống cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, có khả năng kháng bệnh rỉ sắt tương đối hiệu quả, năng suất ổn định qua nhiều năm, thích ứng với biến đổi khí hậu, chất lượng nhân sống và chất lượng thử nếm phù hợp. Các thành viên hội đồng bình tuyển thống nhất thông qua và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng ra quyết định công nhận 14 cây cà phê chè, 10 cây giống Tibica và 4 cây giống Bourbon cho 6 chủ hộ đăng ký. Việc công nhận 14 cây cà phê chè đầu dòng nhằm giúp bà con nông dân có thêm sự lựa chọn giống phù hợp trong tái canh cũng như canh tác cây cà phê chè và gắn với phát triển thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Thực hiện đề án ao hồ nhỏ, mỗi năm tỉnh Lâm Đồng cấp 10 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ nông dân các địa phương đào ao hồ phục vụ cho việc tưới tiêu nông nghiệp. Mục tiêu là hết năm 2020 thực hiện đào 5.581 ao hồ nhỏ với tổng kinh phí hỗ trợ của nhà nước xấp xỉ 63 tỷ đồng, nông dân đối ứng tương đương 63 tỷ đồng. Theo đó, nhà nước hỗ trợ 70% giá trị ca máy đào với nông dân tại các xã khó khăn đặc biệt và hỗ trợ 50% với vùng còn lại. Ao hồ phải đạt diện tích tối thiểu là 500m², sâu 3m, dung tích 1.500m³, đảm bảo cung cấp nước tưới, chống hạn cho 3 hộ dân hoặc tổ hợp tác xã. Ao càng rộng càng được ưu tiên do khả năng trữ nước tốt. Trong 3 năm, đã có trên 1.700 ao hồ nhỏ được đào từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và vốn đối ứng của nhân dân. Nhất là tại vùng cà phê Di Linh và Cát Tiên, hệ thống ao hồ nhỏ rất được hoan nghênh. Riêng năm 2018, ngân sách tỉnh dành cho đề án ao hồ nhỏ 10 tỷ đồng thì Di Linh đã thực hiện đào 104 ao hồ, hỗ trợ nông dân trên 2 tỷ đồng. Cát Tiên thực hiện đào 80 ao hồ, hỗ trợ nông dân trên 1,1 tỷ đồng. Và năm 2019, đây cũng là hai địa phương đăng ký thực hiện đào ao hồ nhỏ với kinh phí xấp xỉ 2 tỷ đồng trên một huyện. Xin chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác. 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Đức Trọng đã và đang trở thành động lực quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và nội lực của từng gia đình, tạo ra tiền đề chuyển mạnh nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa bền vững. Hội nông dân huyện đã mở nhiều lớp tập huấn, tổ chức cho hàng ngàn lượt nông dân tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại. Từ đó, nhận thức của hội viên đã được nâng lên. Tư duy sản xuất nông nghiệp cũng có sự chuyển biến tích cực. Các hoạt động của Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã tác động tích cực và tạo sức lan tỏa rộng rãi của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm bằng việc tận dụng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai sẵn có ở địa phương, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống mới vào sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở khu vực nông thôn. Liên tục chương trình, hàng trăm hecta ngô bị sâu phá hoại, nông dân đứng trước nguy cơ trắng tay. Nhà vườn lo lắng vì dâu cái tàu, đặc sản du lịch của Cà Mau lại thất mùa. Chuyên mục con số hôm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam chạm mốc 1,8 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng. Xin được chuyển đến với những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Tại Sơn La, loài sâu keo mùa thu hại ngô được phát hiện đầu tiên vào đầu tháng 4. Đến nay, loại sâu này đã lan ra 11 trên 12 huyện, thành phố, với trên 3.000 hecta ngô nhiễm sâu, gây thiệt hại nặng cho bà con nông dân. Gần 30 năm trồng ngô giống nhưng chưa bao giờ nhà bà Hoàng Thị Hộp lại lo lắng như năm nay.
bởi gần 4.000 mét vuông ngô đang sinh trưởng tốt thì bị một loài sâu lạ phá hoại. Sau khi phát hiện sâu lạ gây hại, bà Hụt đã báo cáo với công ty cổ phần nông nghiệp Chiền Sung để được hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu. Ngay từ khi mà nhận được những cái thông tin về cái loài sâu keo gây hại cho cây ngô thì công ty cổ phần nông nghiệp Trường Sung đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng tổ chức hai cái lớp tập huấn quy trình hướng dẫn của Cục Bảo vệ Thực vật về các biện pháp phòng trừ. Nói chung là diện tích là 4.000 nhưng mà năm nay là nó nhiều sâu quá là bây giờ là được sự chỉ đạo của công ty là công ty cấp thuốc cho chúng tôi phun là bây giờ cũng thấy nó hiệu quả. Toàn tỉnh Sơn La hiện có trên 100.000 hecta trồng ngô, chiếm khoảng 1/10 diện tích ngô của cả nước. Bên cạnh cây ăn trái, cây ngô vẫn đang là loại cây trồng phổ biến, nguồn thu nhập chính của hàng vạn hộ nông dân. Theo các nhà khoa học, sâu keo mùa thu là loại ăn tạp, sinh sản nhanh, có tính gối lứa, có tính kháng thuốc. Mặt khác, sâu thường nằm trong nõn cây ngô nên phòng trừ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, loại sâu này có thể phòng trừ nếu bà con sử dụng đúng phương pháp. Xin được chuyển đến một thông tin khác cũng liên quan đến sâu hại cây ngô. Tại thôn 6, xã Vụ Bổn, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, ngô là loại nông sản chủ lực và vụ hè thu là vụ sản xuất chính của người dân nơi đây. Tuy nhiên, năm nay, nhiều hộ dân đang đối mặt với vụ mùa trắng tay do phần lớn diện tích ngô đang bị sâu bệnh phá hoại. Tại cánh đồng ngô hơn 300 hecta tại thôn 6, xã Vụ Bổn, huyện Krông Bắk, nhiều hộ dân không khỏi xót xa khi chứng kiến gần 90% diện tích ngô đang bị sâu phá hoại. Vụ hè thu năm nay, anh Nguyễn Văn Thái trồng 8 hecta ngô. Sau khi phát hiện, anh Thái đã mua thuốc bảo vệ thực vật về phun nhưng vẫn không hiệu quả. Sau đó, anh tiếp tục mua một loại thuốc khác để phun với hy vọng sẽ cứu được ruộng ngô. Đến nay, gia đình anh Thái đã chi gần 20 triệu tiền thuốc bảo vệ thực vật và thuê nhân công phun thuốc. Giờ cũng chưa biết được, nói chung để coi được, sợ đang còn phun 1-2 đợt nữa. Hiện tại 2 đợt rồi mà thấy cũng chết, mà những cái con nào nó nằm trong sâu quá thì nó chưa chết được. Con ngoài chết thì mình bóc những con sâu chết, mà nó sinh sản nhanh lắm. Mà nhiều cây có cái là mình bóc ra là 3-4 con sâu trong một cây. Cái lượng sâu nó ghê lắm. Qua tìm hiểu của bà con nông dân, loài sâu đang phá hoại cánh đồng ngô tại thôn 6, xã Vụ Bổn là sâu ăn lá. Đặc tính của loài sâu này là ban ngày sẽ chui vào kẽ lá, còn ban đêm sẽ bò ra ăn đọt và lá của cây ngô. Sau khi phát hiện vườn ngô bị sâu ăn lá, hầu hết người dân thôn 6, xã Vụ Bổn đều tự mua thuốc bảo vệ thực vật về phun. Nhiều hộ đã thay từ 2 đến 3 loại thuốc nhưng đều không phát huy tác dụng. Một số công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sau khi nghe thông tin cũng đã xuống kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nhưng chưa mang lại hiệu quả. Một số hộ dân do tốn nhiều chi phí nên đã bỏ không chăm sóc ruộng ngô và xác định mất trắng. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác được chương trình ghi nhận từ tỉnh Cà Mau. Thưa quý bà con, vườn dâu Cái Tàu ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau có một lợi thế là đã thu hút và được nhiều du khách biết đến. Thế nhưng do không cho trái thường xuyên, năm được mùa, năm mất mùa, nên phần nào cản trở đến định hướng phát triển du lịch của địa phương. Gắn bó với vườn dâu hàng chục năm, nhưng có lẽ mùa dâu năm 2018 là vui nhất đối với người trồng dâu ở xã Nguyễn Phích. Bởi sau khi mở cửa vườn dâu bán vé cho khách tham quan du lịch, cây dâu mang về doanh thu cho các chủ vườn hàng chục triệu đồng. Khi năm mùa rồi thì cái doanh thu vườn dâu thì gặp được khoảng 3.000 người. Thì nó thu được cái số tiền chắc cũng trên 70 triệu. Thế nhưng toàn bộ vườn dâu trên địa bàn xã Nguyễn Phích năm nay gần như thất trắng. Theo nhiều hộ trồng dâu cho biết, khoảng 3 đến 4 năm thì mới được một năm trúng mùa nên không thể bán vé cho du khách đến tham quan. Thì vườn dâu năm nay thì nó chung thất mùa, nó không được 1/10 năm rồi. Thì cũng định hướng là làm trồng dâu, định hướng làm du lịch. Nhưng mà dâu thất mùa cái này thì nói chung là cũng cần bên cơ quan nhà nước hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để chăm sóc cho cây dâu nó được có trái đều đặn hơn. Vườn dâu Cái Tàu được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến. Thế nhưng trước tình trạng mất mùa diễn ra thường xuyên, nên diện tích trồng dâu nơi đây cũng đang thu hẹp dần. Hiện toàn xã Nguyễn Phích chỉ còn 16 hộ trồng dâu với diện tích 15 hecta. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Con số ngày hôm nay mà chương trình nhấn mạnh đó là 1,83 tỷ đô la Mỹ. Đây là giá trị ước đạt của kim ngạch xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2019 của nước ta.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 5 năm 2019 của Việt Nam ước đạt 424 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 với 74,26% thị phần. Theo như đánh giá, 4 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Úc tăng 39,9%, Hà Lan tăng 29,22%, Hàn Quốc tăng 25,53% và Pháp tăng 24,81%. Theo dự báo năm 2019, thị trường Trung Quốc sẽ nhập khẩu vượt 10 tỷ đô la Mỹ trái cây. Đây vẫn là thị trường chủ lực mà các doanh nghiệp Việt cần chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Thưa quý bà con, năm 2016, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt giai đoạn 2015-2020. Từ đề án này đến nay, đã có hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển đàn bò, đem lại thu nhập cao và làm giàu. Tính đến tháng 5 năm 2019, huyện Di Linh có tổng đàn bò trên 7.530 con, trong đó đàn bò thịt là 7.036 con với 26 hộ chăn nuôi. Đàn bò sữa hiện có 37 hộ nuôi trên 494 con, trong đó có trên 50% đàn đã cho khai thác sữa. Trung bình hộ nuôi ít nhất là 10 con và nhiều nhất là 60 con, tập trung chủ yếu ở các xã Đinh Lạc, Gia Hiệp, Liên Đầm, Hòa Nam. Để phát triển được đàn bò, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước từ đề án, các hộ chăn nuôi đã vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng để đầu tư mua bò giống, trồng cỏ, làm thức ăn, thuê công chăm sóc, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mới đầu là tôi vay 250 triệu để tôi nuôi nái. Và hiện thời trong bầy của tôi là đang có được 15 con bò lớn. Cái và tôi đang có mục đích là nâng đàn, nâng lên ở cái mức tầm 4-50 con nái. Cũng mong muốn sao là đợt tới cũng sẽ được hỗ trợ để mà có điều kiện để mở rộng thêm chuồng trại và nâng đàn lên. Với các hộ chăn nuôi bò sữa, nổi bật là hộ ông Đỗ Xuân Hoài, xã Đinh Lạc, từ 6 con bò sữa giống và 3,5 sào đất trồng cỏ chăn nuôi năm 2015. Đến nay, ông đã nhân đàn lên hơn 60 con bò sữa, trong đó có 35 con cho sữa. Bình quân mỗi tháng, gia đình ông Hoài thu lợi từ sữa bò trên dưới 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Lúc bây giờ tôi được tiếp cận một cái số vốn là được 2 tỷ của Ngân hàng Hoàng Ninh. Trong đó thì về tôi mua thêm 20 con và tôi mua thêm một số quỹ đất để trồng cỏ, để nuôi bò. Thì tới hiện nay là bầy bò nhà tôi là đã phát triển lên tới 60 con bò. Mà trong 2 năm tới này thì tôi đang dự trù là có thể nó lên tới trên 100 con. Thứ nhất là nhờ nhà nước, hai nữa là Ngân hàng Nông nghiệp Quảng Ninh có những cái kế hoạch nào đó để giúp đỡ. Tổng số tiền đầu tư cho bò trong đề án đến cuối năm 2018 khoảng hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, Agribank chi nhánh Hòa Ninh hiện vẫn là đơn vị đi đầu trong việc cho vay chăn nuôi bò, gồm 15 hộ vay nuôi 150 bò sữa và gần 20 hộ vay nuôi bò thịt. Về tài sản thế chấp thì ngoài những cái cho vay theo nghị định 55 cho vay không đảm bảo, rồi cho vay có tài sản thế chấp bằng bất động sản thì vừa qua chúng tôi coi như đã phát triển thêm một cái dịch vụ là bảo hiểm bò sữa, đảm bảo bằng chính con bò sữa như vậy. Còn ngoài ra thì đầu tư cho vay như thế là những cái bò thịt như là bò địa phương, rồi như vậy là bò cao sản mà có những cái hộ như phát huy rất tốt. Thì chúng tôi cũng chỉ đạo ở các phòng ban chuyên môn để tập trung hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi phòng trừ dịch bệnh trên đàn bò, làm việc với công ty Vinamilk thu mua các cái lượng sữa cho người dân, đảm bảo cho người dân ổn định cái đầu ra, tiếp tục hỗ trợ cho các người dân như ví dụ xây dựng trường trại, phát triển đồng cỏ và tạo các cái cơ chế hỗ trợ thông thoáng, hỗ trợ ví dụ như là vệ sinh thú y, rồi hỗ trợ phối giống để làm sao cho người dân an tâm trong sản xuất. Thì chúng tôi ước và đến cuối năm 2020 chúng tôi phát triển thêm khoảng trên 800 con bò sữa nữa, thì tương đương khoảng trên 300 tỷ, thì các hai ngân hàng này là luôn luôn đáp ứng đầy đủ. Những thành công bước đầu trong việc triển khai thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt giai đoạn 2016-2020, qua đó giúp ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa phát triển, nâng cao giá trị kinh tế cũng như thu nhập cho người dân. Thưa quý bà con, những nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930.
Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.